Lâu lâu năm thở 10 khi em mới về được một xe đó anh chị ơi. Chạy mới có 60 ngàn thôi, nguyên zin một chủ siêu cọp luôn. Đây là Hyundai Elantra, còn rất có đẹp và mới nha. Nguyên zin nguyên bản, không lỗi, không đâm qua, không cấn đụng, không ngập nước luôn. Đó, một chủ gia đình đời 23, một chủ từ đầu luôn. Chạy chỉ mới có 60 ngàn mà anh chị. Anh chị không tin cứ dẫn thợ qua xem nha, bao dùng bao xài nha. Chỉ 360 triệu, còn giảm, còn bớt, có cho nợ, có bán thiếu luôn. Cửa sổ trời luôn nè anh chị. Đó, con lành chưa? Đó, con lành chưa? Đó, sùng chỉ keo chỉ túp lô túp ly nè. Đó, túp lô túp ly nè anh chị thấy không? Rất là chuẩn chỉ căng đét luôn nè. Đó, sàn đét Elantra nè anh chị thấy không? Đó, full đồ chơi là số tự động nè. Vô lăng nút đề, vô lăng tích hợp rồi có nút đề, có màn hình theo xe nè. Có trần zin, có cửa nóc nè. Đó, anh em nhìn cái xe không có thể chê vào đâu được đâu anh chị. Dòng này chạy rất là êm nha. Phân khúc hạng Elantra này là phân khúc hạng C hay hạng D, là hạng C. Hạng C anh chị ha. Sonata mới hạng D. Đó, phân khúc hạng C, đầm sướng êm. Anh em quan tâm nhấc máy alo em 0866 678971 0834 33 3371 nha. Cảm ơn anh em mình em ơi.